chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Tân Dậu sinh 1981. Hợp vía thần tài, làm ăn trúng lớn, tiền bạc ào về như thác lũ, đổi đời lên một tầm cao mới, giang danh cả một vùng. Quý anh chị tuổi Tân Dậu thân mến, quý anh chị có tin vào số phận của mình không? Tôi xin khẳng định với anh chị rằng số phận của con người là có thật đấy ạ. Những minh chứng xung quanh ta cho thấy, mặc dù cùng một độ tuổi, nhưng sự khác biệt về giàu nghèo giữa mọi người lại rất rõ ràng. Thậm chí trong cùng một gia đình, những người sinh ra cùng thời điểm vẫn có thể có những cuộc đời trái ngược hoàn toàn. Có người sống trong giàu sang, trong khi người khác phải chịu cảnh nghèo khó, thiếu thốn. Chính vì vậy, việc nhận thức và hiểu rõ số phận của bản thân trở nên cực kỳ quan trọng. Cuộc sống này quả thật khó lường, không ai có thể đoán trước được. Và khi đã bước qua cột mốc 43 tuổi, không ít người lại luôn cảm thấy lo lắng, bất an trong tâm hồn. Dù có nỗ lực làm việc chăm chỉ, gắng gượng từng ngày, nhưng xã hội vẫn thường đánh giá thấp và coi thường họ, như thể những cố gắng đó chưa bao giờ được công nhận. Đau lòng hơn, chúng ta còn bị xa lánh bởi cả anh em, bạn bè. Cuộc sống khó khăn đã buộc chúng ta phải vay mượn để có thể tiếp tục sống qua ngày. Giờ đây trong bối cảnh thị trường đang biến động với giá cả leo thang chóng mặt, chúng ta lại đối mặt với áp lực lớn hơn nữa, làm sao có đủ tiền để trả nợ và nuôi sống gia đình. Trước những suy nghĩ đó, chúng ta chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong, tự hỏi tại sao cuộc sống lại đối xử với chúng ta một cách bất công như vậy, phải không? Theo lời Tử Vi, cuộc sống của người tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 này khá vất vả, lận đận. Tuy nhiên, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, con giáp này sẽ trải qua những thay đổi tích cực đáng kể. Nhờ sự hỗ trợ từ quý nhân và các cát tinh, bản mệnh sẽ được hưởng nhiều may mắn, công việc và tình hình tài chính đều suôn sẻ, dư dả. Vậy, để biết vận số từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch cụ thể ra sao, hãy cùng theo dõi hết video này quý anh chị nhé. Quý khán giả thân mến, ai cũng có những gánh nặng trong đời, ngay cả những người nhìn vô tư nhất cũng mang đá nặng trong túi. Nếu ví cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, mỗi bộ phim ấy sẽ có những tình tiết khác nhau, những bước ngoặt khác nhau, những mối quan hệ khác nhau. Chúng ta ở hiện tại được tạo nên từ chính những bước ngoặt và những tình tiết thử thách đặc biệt. Về cơ bản, mỗi người sinh ra đều có một số mệnh được sắp đặt. Có người những năm đầu tiên đã gặp nhiều may mắn, mọi điều thuận lợi. Lại có người sinh ra đã nếm trải đủ thứ khổ sở. Có người giai đoạn trưởng thành diễn ra rất êm đẹp, nhưng có người vừa bước ra cuộc sống đã gặp phải vô số trông gai. Thời gian được coi là thước đo lòng kiên nhẫn và sự mạnh mẽ của mỗi người, cũng là thử thách để tạo ra bước ngoặt thay đổi số mệnh đặc biệt ấy. Có thể chúng ta đang sống những cuộc đời khác nhau, nắm giữ những số mệnh khác nhau, song điểm chung giữa tất cả là đều phải trải qua những vất vả, gian khó. Trong một giai đoạn nào đó, nhiều người lấy sự thành công và hạnh phúc của người khác để làm thước đo cho bản thân rồi thấy mình thật bất hạnh, trách móc cuộc sống không công bằng. Tuy nhiên, họ không biết rằng hầu hết người ta chỉ đạt được thành tựu nào đó sau khi vượt qua con đường đầy khó khăn. Không ai ngay từ đầu đã bước một bước lên mây. Dù họ có xuất phát điểm như thế nào, chỉ là họ lựa chọn im lặng để bước đi một mình, vượt qua tất cả mọi thứ cho tới tận khi chạm đích cùng một thời điểm. Chúng ta cũng không thể đánh giá người khác bằng những cảm nhận chủ quan của bản thân, bởi những gì mà mỗi người đối mặt là khác nhau. Họ có thể đi chậm hơn bạn một đoạn, nhưng họ cũng có thể đã đi trước bạn nhiều bước. Vậy nên việc của Tân Dậu là tập trung vào con đường của chính mình. Đường của Tân Dậu cứ bước. Chuyện của Tân Dậu cứ làm đá nặng trong túi. Tân Dậu tự mang, thành tựu cuối cùng Tân Dậu xứng đáng được nhận. Người tuổi Tân Dậu sinh 1981 thuộc mệnh Thạch Lựu Mộc, cây Thạch Lựu. Những người tuổi Tân Dậu có đầu óc minh mẫn, bình tĩnh và khả năng tư duy logic mạnh mẽ. Đồng thời họ có sự kiên trì lớn trong những điều họ thích. Họ rất thẳng thắn và không bao giờ đổ lỗi cho người khác sau lưng. Tuổi Tân Dậu nhanh nhẹn, hùng hồn, giỏi tranh luận và rất thuyết phục. Họ cũng rất siêng năng, có năng lực, có trách nhiệm và kỷ luật. Họ không thích những người nhàn rỗi. Tuy nhiên, họ là những người biết suy nghĩ thiển cận và tự cao. Họ không thích chấp nhận lời khuyên của người khác. Ngoài ra, do sự thẳng thắn của họ nên họ thường nói những gì họ nghĩ. Điều này khiến họ dễ dàng bỏ qua cảm xúc và phẩm giá của người khác. Can Tân và Chi Dậu đều có cùng hành kim nên những người tuổi Tân Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong tiền vận và trung vận. Như sự hài hòa giữa gốc và ngọn, nên người tuổi này tài lộc song toàn, dễ có được thành công dễ dàng trên đường đời.
Tuy nhiên, họ có thể gặp nhiều trắc trở lúc hậu vận vì hành kim tương khắc với hành mộc của nạp mờ bản mệnh. Nhưng họ cũng không phải quá lo lắng bởi mọi khó khăn đều có thể giải quyết nếu họ giữ vững nghị lực mạnh mẽ. Người tuổi Tân Dậu thuộc nạp âm thạch lựu mộc, tức là gỗ cây lựu đá, tượng trưng cho sự ôn hòa, nhân ái nhưng không kém phần kiên cường. Bản tính hiền lành, chất phác là những đức tính đáng quý của những người mệnh mộc. Họ sẽ không bao giờ cáu gắt hoặc cố ý gây gổ với bất cứ ai. Với trái tim nhân hậu, họ rất tích cực trong các hoạt động tình nguyện để đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng. Ý chí tiến thủ mạnh mẽ và sức chịu đựng bền bỉ là những ưu thế của người tuổi Tân Dậu. Giống như loài cây dương lên từng ngày trên mảnh đất cằn cỗi, họ sẽ nỗ lực tiến lên phía trước mặc cho những gian nan vất vả đang bủa vây. Những người tuổi Tân Dậu có một gia tài nghề nghiệp khá tốt. Đối với nhân viên văn phòng, công việc của họ tương đối suôn sẻ. Họ có thể làm việc trong các lĩnh vực mà họ giỏi và sẽ không bị các nhà lãnh đạo cản trở, nhưng không có bước đột phá lớn trong sự nghiệp của họ. Có ý kiến cho rằng họ nên gắn bó với công việc của mình lâu hơn một chút khi họ ở trong giai đoạn khó khăn. Nếu họ dính vào nó, họ có thể nhận được kết quả khác nhau. Đối với các doanh nhân trong quá trình khởi nghiệp, họ phải chú ý cải thiện khả năng và phẩm chất của chính mình. Đặc biệt, họ nên làm việc chăm chỉ trên các mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này có thể đặt nền tảng tốt cho sự phát triển của doanh nghiệp của họ. Tuổi Tân Dậu sẽ có một tài sản tương đối suôn sẻ trong sự giàu có. Đối với nhân viên văn phòng, tiền lương của họ về cơ bản ổn định và ở mức trung bình của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng họ cố gắng đầu tư tài chính bởi vì hiệu suất của họ trong tích lũy tài sản thêm là khá tốt. Đối với các doanh nhân, tình trạng tài chính của họ cũng ở mức trung. Tuy nhiên, nếu họ có thể giữ một thái độ khiêm tốn và tiếp tục cải thiện bản thân, họ có khả năng kiếm được lợi nhuận lớn và mang lại sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, do chịu chi phối chủ yếu từ cục diện tương hại thái tuế nên vận khí của tuổi Tân Dậu hỗn loạn, mưu sự cần hết sức thận trọng kẻo sai một ly đi một dặm. Tuy hung vận khá lớn, nhưng bên cạnh đó, bản mệnh cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh, cơ hội để trở mình không phải không có, miễn là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Mâu thuẫn nội bộ gia tăng, bản mệnh nên chú ý thái độ hành xử để không gây bất bình nội bộ. Chiêu tới tiểu nhân ganh ghét sẽ giở trò để ngán đường của bạn. Việc hợp tác có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu sự tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế ngược lại. Con giáp này càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Vận trình tài lộc từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Tân Dậu có xu hướng giảm do có hung tinh chủ hao tài tác động. Ở thời điểm này, bạn nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn, tránh những hạng mục đầu tư mạo hiểm kẻo bị lừa lọc. Sức khỏe từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này của tuổi Tân Dậu giảm sút, sức đề kháng suy giảm. Một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết và môi trường sống, bạn cũng cần đề phòng hỏa huyết quan, ra ngoài chú ý vấn đề an toàn giao thông. Phương diện tình cảm từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này nhìn chung không có sóng to gió lớn, nhưng lại bình bình, tẻ nhạt. Đôi bên cần dành thời gian sẽ chia, tránh phát sinh mâu thuẫn. Người độc thân gặp nhiều may mắn hơn nhờ đào hoa tinh chiếu mệnh. Chỉ cần khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái ngày càng vượng, dễ tìm được ý trung nhân. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu thời điểm này có dấu hiệu sa sút do chịu ảnh hưởng khá lớn từ tương hại cục. Công việc gặp khá nhiều trở ngại, mưu sự cũng khó được như ý, hiệu quả công việc sa sút, tiến độ chậm trễ, thậm chí nếu chủ quan, bạn còn có thể gây ra những sai sót rất khó vãn hồi. Điềm báo tử vi cho thấy cạnh tranh trong thời điểm này khá lớn, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Bạn nên chú ý thái độ và cách hành xử để không vô tình đắc tội người không nên, nhất là chẳng may chiêu tới tiểu nhân, sẽ rất bất lợi cho bạn.
Cho dù tài năng của bản mệnh đã được khẳng định bấy lâu, nhưng trong tập thể vẫn có người tỏ ra không phục. Nhất là với những người đồng trang lứa hay làm cùng vị trí, đối phương thậm chí còn chẳng hề che giấu sự đố kỵ, ghen tị với tài năng và thành quả mà bạn đang sở hữu. Nếu con giáp này không biết cách thu phục lòng người, sẽ rất dễ bị những kẻ đó gây chuyện thị phi sau lưng nhằm triệt hạ uy tín. Đặc biệt là hãy luôn nhắc nhở bản thân làm việc một cách thận trọng và khôn khéo để tránh sập bẫy kẻ xấu, tiền mất tật mang. Việc hợp tác trong thời điểm này có thể gặp trục trặc do đôi bên thiếu tin tưởng. Nếu bình tĩnh xử lý vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Ngược lại, bản mệnh càng nóng vội càng dễ hỏng việc. Tuy hung giận khá lớn nhưng bên cạnh đó, tuổi Tân Dậu cũng có nhiều các tinh âm thầm trợ mệnh. Cơ hội để trở mình không phải không có, nghĩa là bạn bỏ ra nhiều công sức và sự nỗ lực lớn hơn. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này có Thái Dương chiếu mệnh, nam mệnh có thể sẽ gặp may mắn hơn nữ mệnh về phương diện công việc. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được vận may này, bạn cũng phải đánh đổi bằng sự bôn ba chứ không thể há miệng chờ sung. Vì vậy, công việc mà bạn đang làm sẽ khó tránh khỏi gia dấp. Cần phải xác định tâm lý ngay từ đầu, đừng lý tưởng quá mọi thứ, đến lúc lại thất vọng vì việc không như ý mình. May mắn là thời điểm này còn có nguyệt lệnh lâm đế dượng, vốn là một tín hiệu vô cùng đáng mừng, nhưng lại bị thương hại triệt tiêu gần như toàn bộ các vận. Thậm chí đế dượng xuất hiện ở thời điểm này còn dễ thôi thúc cái tôi cá nhân, dễ khiến bản mệnh trở nên cao ngạo, kiêu căng, làm mất lòng người khác. Con giáp này cần phải chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung, kiểu công việc gặp trở ngại. Hãy tĩnh tâm hơn một chút để suy nghĩ lại mọi việc mình làm. Chỉ có như vậy, bạn mới có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhìn chung, đây sẽ là giai đoạn sẽ có nhiều yếu tố phụ trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Hãy trang bị cho mình những giải pháp cứng cánh, giữ cho chính mình một tinh thần thép, một năng lượng tràn trề để vượt qua nhé. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Tân Dậu sẽ khó gặp may mắn về tài chính. Người tuổi Tân Dậu bị tương hại cục và kiếp tài ảnh hưởng nên vận trình tài lộc của bản mệnh chưa thể ổn định ngay được. Tiền bạc cũng dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền của mình thật chặt, đồng thời đề phòng kẻ xấu lừa đảo. Ở thời điểm này, con giáp này nên tập trung vào làm tốt các công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc, kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn. Vận khí bất ổn nên không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, hãy bắt đầu từ những hạng mục nhỏ, nhờ vậy có thể hạn chế rủi ro xảy ra. Người kinh doanh, buôn bán có thể sẽ bị cạnh tranh rất mạnh trong thời điểm này, thậm chí có thời điểm hàng hóa ế ẩm kéo doanh thu cả tháng sụt giảm. Đây không phải là thời điểm phù hợp để bạn tung ra những sản phẩm mới. Thay vào đó, bạn hãy tập trung phát triển và cải tiến chất lượng các sản phẩm hiện có. Điểm sáng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này nằm ở nguyệt lệnh đế dượng. Nhìn theo hướng tích cực thì con giáp này vẫn có thể gặp hung quá cát. Hung khí sẽ giảm dần. Nếu có thiệt hại về tài chính thì chỉ là khoản nhỏ, không phải lo lắng thái quá. Chỉ cần bạn tính toán cẩn thận và thông minh hơn một chút. Đặc biệt là cần có sự nhạy bén khi quan sát biến động của thị trường thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế, thu về lợi nhuận xứng đáng. Tuổi Tân Dậu cũng nên học cách chi tiêu tài chính thông minh, khoản gì cần thiết nên tiêu dùng. Nếu không quá cấp bách thì có thể trì hoãn để bảo toàn tài khí, cũng không thể thiếu việc nghĩ cách để tăng thêm thu nhập bằng các công việc ngoài luồng khác. Có như vậy, tình hình tài chính mới thực sự ổn định lâu dài, chấm dứt tình trạng lúc lên lúc xuống vì phụ thuộc quá nhiều vào bằng một nguồn thu nhập. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này chịu tác động của hại thái tuế, sức khỏe của tuổi Tân Dậu giảm sút sức. Đề kháng suy yếu một phần do tác động tiêu cực từ yếu tố thời tiết, môi trường sống, phần khác là do mải mê suy nghĩ cho công việc. Cũng chỉ vì suy nghĩ quá nhiều nên chất lượng giấc ngủ và bữa ăn hàng ngày của con giáp này giảm sút đáng kể. Đôi khi tâm tính bản mệnh còn rất dễ vui buồn thất thường, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Trong thời điểm này bạn cũng cần đề phòng quả huyết quang, ra ngoài cần chú ý vấn đề an toàn giao thông. Con giáp này có thể cải thiện sức khỏe, bắt đầu bằng việc cải thiện chế độ ăn uống và luyện tập thể thao hợp lý,
tốt hơn hết nề duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ để sớm chữa trị kịp thời. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, nhờ có nguyệt lệnh lâm đế dưỡng phúc tinh quá giải, nên cục diện tương hại hầu như ảnh hưởng rất nhỏ tới phương diện tình cảm của tuổi Tân Dậu. Vì thế tình cảm lứa đôi khá hài hòa, không xảy ra mâu thuẫn nào quá nghiêm trọng. Tuy không gặp sóng to gió lớn nào đe dọa tới mối quan hệ, cũng không xảy ra mâu thuẫn hay khắc khẩu nghiêm trọng, nhưng mọi thứ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt. Nếu tình trạng này kéo dài thì dù không có khúc mắc nào rõ ràng, nhưng tình cảm của vợ chồng bạn vẫn có thể rạn nứt như thường. Đôi bên cần dành thời gian sẻ chia, chủ động hâm nóng và duông dáng mối quan hệ, đừng phó mặc cho đối phương còn mình chỉ biết nhận lấy. Người độc thân thời điểm này gặp nhiều may mắn hơn nhờ đào hoa tinh thiên diêu chiếu mệnh, chỉ cần bản mệnh khéo léo thể hiện mình thì duyên khác phái ngày càng dượng, dễ tìm được ý trung nhân. Nhưng nếu chỉ biết bị động ngồi chờ tình yêu tới mà không chịu hành động, e rằng mọi thứ sẽ chuyển theo hướng tiêu cực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Tân Dậu sinh 1981, ngày mùng 8 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Tân Dậu được thần tài bảo trợ, chỉ cần bạn chăm chỉ làm ăn thì chắc chắn sẽ có cuộc sống phú quý. Tất cả việc hợp tác hay ký kết cũng diễn ra thuận lợi, tiền bạc tăng tiến khá nhanh nên chi tiêu cũng không phải quá căng ke. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này hiệu quả công việc được nâng lên khá cao, bản mệnh hoàn thành tốt hầu hết những việc đã đặt lịch từ trước, bạn không gặp quá nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch của mình. Ngày 11 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, tuy nhiên sẽ phải khá vất vả và bận rộn để chạy theo kế hoạch. Ngày này, bạn có thể mạnh dạn theo đuổi những dự án mà mình vẫn luôn ấp ủ, nhưng hãy chắc chắn rằng đó là những dự án đã được tính toán cụ thể và phù hợp với xu thế chung hiện nay. Ngày 12 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, tài lộc hanh thông đến mức khiến người khác phải ghen tị. Ngày này cũng rất thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính, bạn nên tranh thủ nắm bắt cơ hội này. Ngày 14 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bạn càng duy trì được tâm trạng vui vẻ trong công việc thì công việc của bạn càng hiệu quả. Nhiệm vụ dù khó đến đâu cũng không thể khiến chồng sau này chùn bước. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh có cơ hội chiếm ưu thế tại nơi làm việc nhờ vào những biểu hiện xuất sắc và thái độ làm việc nghiêm túc. Nhìn chung, bạn đang làm rất tốt mọi việc, cứ tiếp tục triển khai theo hướng hiện tại, bạn có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Tuần này, thương quan báo hiệu nhiều điều không như mong muốn sẽ xảy ra trong sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu. Bạn có thể gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân lúc nào chẳng hay. Kẻ đó có thể xuất hiện để ngáng đường phát triển của bạn. Hãy bình tĩnh trong quá trình xử lý sự cố, đừng nóng nảy khiến cho mọi việc càng thêm khó giải quyết. Nếu bạn luôn làm tốt việc của mình từ trước đến nay thì chẳng ai có thể tìm ra cớ để hạ bệ bạn. Hãy để sự thật chứng minh ai là người đúng, ai là người sai. Trong tuần thủy dưỡng, tử vi khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Bạn không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Cho dù công việc có đang trồng chất, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, bạn cần nghỉ ngơi hoặc kịp thời khám chữa ngay, chớ để bệnh tình trở nặng. Tử vi tuần thứ hai từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Tân Dậu sinh 1981. Tuần này, thiên quan chiếu mệnh nên người tuổi Tân Dậu phải chịu đựng sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bạn nên cẩn thận trong công việc, chớ nên lơ là để mắc vào bẫy của kẻ xấu, khiến cho công sức đổ sông đổ bể một cách đáng tiếc. Dù tình huống có rắc rối thế nào, bạn cũng nên giữ những suy nghĩ lạc quan xét về mặt tích cực. Cạnh tranh là yếu tố cần thiết để con giáp này tiến bộ. Nó sẽ góp phần giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình nằm ở đâu, cũng như mình cần khắc phục những điểm yếu nào. Sau một lần cạnh tranh bạn sẽ thêm vững vàng.
Tuần này thủy khắc quả cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang dần trở nên lạnh nhạt. Nếu những khúc mắc không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn, và đây chính là cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người. Nếu còn trân trọng hạnh phúc của mình thì nên tìm cách cải thiện tình hình. Tiếp theo là cẩm nang dượng dận cho tuổi Tân Dậu sinh 1981, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp có dấu hiệu sa sút, tiền bạc dễ bị thất thu, cần quản lý túi tiền thật chặt. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Tý. Màu sắc may mắn là màu tím và màu trắng. Con số may mắn 46, 71 và 64. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Tân Dậu sinh 1981 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tý. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Tân Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ, bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tuổi Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, tuổi Tân Dậu và tuổi Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp ăn ý. Người tuổi Tân Dậu sáng tạo với những kế hoạch và dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực giúp tuổi Tân Dậu thành công trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dần. Sẽ tốt hơn nếu tuổi Tân Dậu và tuổi Dần hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuổi Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho tuổi Tân Dậu hài lòng vô cùng. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mão. Trong công việc, tuổi Tân Dậu là người đứng đầu tổ chức lãnh đạo, quản lý. Mọi việc tuổi Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó, nhưng họ cũng không thể nào làm tuổi Tân Dậu đổi ý. Bởi vậy tuổi Mão sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo, phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tỵ. Công việc của tuổi Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Tân Dậu, bởi những người tuổi Tân Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo mới lạ. Tuổi Tân Dậu và tuổi Ngọ. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Tuổi Tân Dậu thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Tuổi Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. Tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Mùi sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn tuổi Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Tân Dậu. Tuổi Tân Dậu và tuổi Thân. Nếu trở thành đối tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và tuổi Thân sẽ có nhiều dấu ấn thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như tuổi Tân Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo thì tuổi Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. Tuổi Tân Dậu và tuổi Dậu. Tuổi Tân Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng. Họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý hơn ai hết. Họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. Tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để tuổi Tân Dậu và tuổi Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Tân Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích, còn tuổi Tuất sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. Tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi tuổi Tân Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức và lập kế hoạch, còn tuổi Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ,
nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, tuổi Tân Dậu và tuổi Hợi đều khéo léo trong giao tiếp, điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn cả trong nước lẫn quốc tế. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của mỗi người có thể được xem như một bức tranh đa sắc màu, nơi mà những tình huống tưởng chừng như ngẫu nhiên lại thể hiện sự tất yếu của sự sống. Trong hành trình này, khái niệm may mắn và bất hạnh, niềm vui và nỗi buồn thường đi đôi với nhau, tạo nên những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống của chúng ta. Mặc dù có thể gặp phải những trở ngại và khó khăn, chúng ta vẫn hoàn toàn có khả năng duy trì một cuộc sống bình an và hạnh phúc mới là chúng ta biết cách chọn lựa cho mình một thái độ sống tích cực cùng với một lối sống đúng đắn, mẫu mực. Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn ba yếu tố quan trọng giúp gia tăng mức độ hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Yếu tố thứ nhất mà chúng ta cần chú ý là không nên coi thường người khác cũng như không nên tự mãn về bản thân mình. Mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra đều mang trong mình một số phận và cuộc đời độc lập riêng biệt, từ đó dẫn đến những hoàn cảnh sống và tính cách khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm xúc, vị trí và quan điểm sống của bản thân để phán xét hay đánh giá người khác, cũng như không thể xác định một cách rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai. Tất cả những đánh giá trong cuộc sống đều phát sinh từ sự so sánh. Liệu chúng ta có đang so sánh bản thân mình với những người khác, hay là so sánh giữa các cá nhân với nhau, hoặc đơn giản chỉ là từ sở thích và những điều mà ta không ưa thích? Thường thì khi thực hiện những cuộc phán xét hay đánh giá, chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân, mà thay vào đó để cảm xúc dẫn dắt chúng ta mà không sử dụng lý trí một cách hợp lý. Mặc dù vậy, mỗi cá nhân đều là một loài hoa độc đáo trong vườn hoa của cuộc sống. Chúng ta đều sở hữu những giá trị riêng biệt và là duy nhất trong cách mà chúng ta tồn tại. Vì thế, đừng bao giờ đánh giá hay hạ thấp người khác thông qua lăng kính chủ quan của mình. Nếu chúng ta có thể đặt mình vào vị trí của người khác, thấu hiểu tâm tư và ý định của họ, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi điều trong cuộc sống đều có nguyên tắc của nó, chỉ là chúng được xem xét từ những góc nhìn khác nhau mà thôi. Người xưa đã từng nói, hữu xạ tự nhiên hương, có nghĩa là bản chất của chúng ta sẽ luôn được phản ánh một cách chân thực qua từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Giống như một bông hoa có hương thơm ngào ngạt, nó sẽ tự động thu hút những chú bướm và ong đến với mình. Con người cũng tương tự, chúng ta không cần phải đưa ra định nghĩa hay miêu tả về bản thân cho người khác. Khiêm tốn chính là đức tính cao quý của những người tốt đẹp và vĩ đại. Nhân cách và phẩm hạnh của mỗi người chính là hương thơm của tâm hồn. Những ai biết nói ít làm nhiều và không mong muốn được ghi nhận hay khen thưởng cho những hành động tốt của mình, chính là những người đang tỏa sáng với những phẩm chất cao đẹp mà họ sở hữu. Yếu tố thứ hai trong cuộc sống, hãy học cách không quá tính toán mọi thứ mà hãy thuận theo tự nhiên. Trong hành trình ngắn ngủi của đời người, có rất nhiều điều mà chúng ta mong muốn đạt được, từ những giá trị vật chất như sự đầy đủ và sung túc, đến những khía cạnh tinh thần như sự phong phú và khỏe mạnh. Chính vì lẽ đó, chúng ta thường xuyên suy tư và lập kế hoạch để thỏa mãn hết thảy nhu cầu của bản thân. Thế nhưng, cho dù có tính toán chi tiết đến đâu, cuộc sống vẫn luôn có những bất ngờ không thể lường trước và không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Kết quả đạt được đôi khi cũng không giống như kỳ vọng, từ đó khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, áp lực và mệt mỏi bởi những lo toan và suy nghĩ thực tế. Việc nắm giữ hạnh phúc giống như cố gắng nắm giữ một nắm cắt trong tay. Nếu bạn nắm chặt quá, cát sẽ tuột ra ngoài nhanh chóng, còn nếu bạn mở lòng bàn tay ra, những hạt cát sẽ ở lại bền lâu. Có rất nhiều việc trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta nỗ lực hết khả năng của mình mà không kỳ vọng quá nhiều, đồng thời giảm bớt sự tính toán, giữ cho tâm hồn mình luôn tự do và lương thiện, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hãy sống hòa hợp với thiên nhiên và vũ trụ, để mọi việc xảy ra tự nhiên giống như dòng nước hiền hòa. Uốn lượn khi gặp phải chướng ngại vật, nếu chúng ta có thể tiếp cận cuộc sống bằng tâm thái thuần khiết và điềm tĩnh, luôn suy nghĩ cho người khác, chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng hay bất an về bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc đời này. Yếu tố thứ ba mà chúng ta cần ghi nhớ là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy học cách kiên nhẫn với chính mình. Nhiều người thường lầm tưởng rằng sự nhẫn nại chỉ là cách để chúng ta đối xử với những người xung quanh, nhưng thực tế điều này cũng vô cùng cần thiết khi đối diện với chính bản thân mình. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và hỗn loạn như hiện nay, không thể tránh khỏi việc chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống gây bực bội, những người khiến ta cảm thấy khó chịu. Nếu không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình,
Rất có thể chúng ta sẽ phản ứng một cách thiếu sáng suốt để cơn giận dữ lấn át lý trí và dẫn đến những hành động tiêu cực. Thế nhưng, cuộc sống luôn diễn ra theo quy luật tự nhiên của nó và chúng ta thường không có khả năng để thay đổi những điều đang diễn ra xung quanh. Do đó, với bất kỳ tình huống nào xảy ra, nếu ta không thể kiềm chế cơn nóng giận, không thể áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức đúng đắn để tự điều chỉnh bản thân, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy tổn thương và bị xúc phạm. Hệ quả là những cảm xúc tiêu cực này sẽ dẫn dắt chúng ta đến những hành động không mong muốn, khiến chúng ta phải sống trong trạng thái trầm uất, than phiền và tự trách móc bản thân. Ngược lại, nếu trong những tình huống khó khăn đó, chúng ta có thể ngẫm lại, giữ cho tâm trí bình tĩnh và đón nhận mọi việc với một thái độ hòa nhã, những mâu thuẫn mà chúng ta gặp phải sẽ tự nhiên trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều. Không ai có thể phủ nhận rằng khó khăn và mâu thuẫn là những điều không thể thiếu trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi đối diện với những thử thách đó, nếu ta có thể giữ vững phẩm chất cao thượng, lòng bao dung và sự vị tha của bản thân, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trong hành trình học tập hay sự nghiệp, ngay cả khi những kết quả đạt được sau nhiều tháng, nhiều năm phấn đấu không như mong đợi, chúng ta vẫn cần phải kiên nhẫn với bản thân và chấp nhận những gì mình đang có. Đừng tự trách móc mình, cũng đừng đổ lỗi cho những người khác xung quanh. Sự nhẫn nại trong mọi tình huống thực sự là nguồn năng lượng giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần thất bại. Kiên nhẫn với người khác chính là cách chúng ta thể hiện sự kiên nhẫn với chính mình. Khi một người mắc phải lỗi lầm, chỉ cần một lời nói, một ánh mắt, một nụ cười hay một cử chỉ của bạn dù rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ nguyện ý thay đổi và cảm kích suốt cuộc đời. Nếu trong lòng luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác thì bạn mới có thể làm được điều ấy một cách thật lòng. Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người trong chúng ta đều từng mắc phải cùng một tật xấu, đó là người khác. Đối với chúng ta có 10 điểm tốt và một điểm không tốt thì 10 điểm tốt kia đều sẽ bị chúng ta gạt bỏ toàn bộ chỉ trong nháy mắt mà thôi. Chúng ta thường có xu hướng nhớ kỹ khuyết điểm và sai lầm của người khác, dù chúng rất nhỏ bé, nhớ kỹ những lúc người khác ngạo mạn, xem thường chúng ta rồi ấm ức. Vì thế, chúng ta sẽ càng nhìn thấy ở họ chứa đầy sự xấu xa, càng nhìn thì lại càng thấy người này đã không thể chấp nhận nổi, không thể nói lý được nữa rồi. Nhưng chúng ta lại thường quên mất rằng người khác chính là chiếc gương của mình. Nhìn vào chiếc gương với nét mặt như thế nào thì từ trong gương sẽ phản xạ lại hình ảnh như thế. Một khi bạn nở nụ cười tươi rạng rỡ nhìn vào chiếc gương ấy thì hình ảnh mà bạn nhận được là một gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Còn khi dùng nét mặt giận dữ, trao mày trước mắt nhìn vào chiếc gương thì hình ảnh mà bạn nhận lại sao có thể không phải là gương mặt không vừa ý ấy được. Khuyết điểm của người khác vốn chỉ rất nhỏ, nhưng khi lọt vào mắt của chúng ta thì nó lại được phóng đại lên rất nhiều lần. Vì thế mà chúng ta xem người này giống như cái gai trong mắt mình, cái dầm trong xương nhất định phải rút ra trước thì mới có thể vui được. Suy cho cùng, nhớ những sai lầm của người khác không chỉ khiến khoảng cách giữa bạn với người ấy xa hơn, mà còn là tự làm hại bản thân mình. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung với khuyết điểm của họ, thì sau một thời gian, trong con mắt chúng ta sẽ đầy áp những điểm tốt của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác trong lòng sẽ khiến thế giới này trở nên tốt đẹp vô cùng. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn sẽ càng có thêm được những người bạn trong cuộc đời. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, phóng đại điểm tốt của họ, thì quan hệ giữa con người với con người sẽ trở nên càng thêm hòa thuận, ấm áp. Nhớ điểm tốt của người khác, gia đình bạn nhất định sẽ vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc hơn nhiều lần, sẽ càng có nhiều tiếng hoan hô và những nụ cười rạng rỡ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, có được một tấm lòng biết ơn mọi người sẽ có kết quả khác xa so với việc luôn nhớ đến khuyết điểm của họ. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, bạn đã là người có trái tim khoan dung, độ lượng. Còn nếu trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm, khuyết điểm của người khác thì chính là bạn đang nuôi dưỡng một tâm bán hờn, sống sẽ thống khổ hơn vạn lần. Trong cuộc đời này, mỗi người đến bên bạn đều là có nguyên do, ai cũng đều không ngẫu nhiên mà xuất hiện. Vậy thì sao còn không nhớ kỹ những điểm tốt của họ, biết ơn họ ở đây? Nếu như cho trong lòng luôn nhớ đến lỗi lầm của người khác, thì chính là bạn đang lấy sai lầm của người khác để trừng phạt chính mình, từ đó mà làm cho cuộc sống của mình không vui vẻ. Tâm ghen ghét oán giật nổi lên khiến bạn trở thành một người ích kỷ, luôn nhớ kỹ ưu điểm, điểm tốt của người thân, bạn bè, người vô tình qua đường mỉm cười với bạn, trong lòng luôn thầm biết ơn, thì bạn chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Nhớ kỹ điểm tốt của người khác, khoan dung, tha thứ lỗi lầm của người khác, ấy cũng chính là người có phúc khí sẽ được phúc báo trong cuộc đời.
Trên đây là tử vi của tuổi Tân Dậu sinh 1981 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.